Ui, chị biết tin gì chưa? Tin gì? Cô giáo mượn tiền học sinh để mua laptop. Không biết nữa. Ui giời ơi, tưởng gì thế, mày biết vụ của giáo Alpha chưa? Vụ gì? Nhìn này, giáo viên Alpha chia sẻ kinh nghiệm ôn thi topic bao độ. Nani? Check. Hello chị, được biết là các bạn học sinh ở Alpha sắp bước vào kỳ thi topic 96 ấy ạ. Chị có kinh nghiệm ôn thi gì muốn truyền tải đến các bạn ấy không ạ? Thật ra thì đối với đề topic hay là bất cứ ngoại ngữ nào khác ấy, thì cái quan trọng nhất là chính là từ vựng. Trong quá trình học ấy thì các cô cũng đã cho các bạn luyện đề theo các dạng. Thì bây giờ đến lúc rút rồi thì các bạn tập trung ôn thật nhiều từ vựng và luyện thật là nhiều đề để nắm chắc kiến thức ạ. Khi mà làm đề á thì các bạn nên là vừa bấm thời gian và vừa làm bài để đạt được hiệu quả tương tốt nhất. Khi đi thi thì các bạn nên nhớ đó chính là có thể bỏ điện thoại luôn ở nhà cũng được, hoặc là các bạn mang đi nhưng mà các bạn nhớ tắt nguồn điện thoại, và cũng không cần mang bút hay là mang giấy gì cả. Vậy chị có lời chúc nào muốn gửi cho các bạn đấy không ạ? Chúc các bạn thi kỳ 96 sẽ đạt được topic 2 và sẽ đạt được trên 140 điểm. Và các bạn lưu ý đó là ở trong cái đề đọc có một câu đó là hãy lựa chọn đáp án sai. Các bạn nhớ đọc kỹ là lựa chọn đáp án sai chứ không phải lựa chọn đáp án đúng. Các bạn thường hay mắc lỗi sai ở đây. Thì lời chúc của mình tới cả các bạn đang sắp bước vào kỳ thi topic đó chính là bình tĩnh, tự tin và cố gắng lượm được 5 củ của anh Thành.